Thưa quý vị, liên quan đến vụ tàu lặn Titan mất tích, một câu hỏi đặt ra là thiết bị nào để có thể trục vớt con tàu này lên? Cỗ máy có thể làm những việc phi thường này là hệ thống trục vớt đại dương sâu và đốt của Hải quân Mỹ. Thoạt nhìn, cỗ máy này giống như một cuộn dây thừng khổng lồ, song nó có thể xuống sâu tới 6,096 m dưới biển và đưa tàu lặn Titan mất tích lên bờ. Cỗ máy này là hệ thống trục vớt đại dương sâu Pharos của Hải quân Mỹ. Hiện hệ thống này đang hiện diện ở Estizon, Canada và đợi một robot điều khiển từ xa khả dụng để có thể triển khai tới khu vực tìm kiếm. Nó được thiết kế để trục vớt các vật thể lớn, cồng kềnh và nặng dưới đáy biển như một máy bay hoặc một tàu nhỏ. Trang Guzon dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ cho biết, Pharos hoạt động bằng cách gắn vào boong một con tàu rồi buộc một đầu dây kia vào một robot điều khiển từ xa. Robot này sẽ lăn xuống biển. Pharos đủ mạnh để nhấc vật thể nặng tới 27.000 kg và xuống sâu tới 6.096 m dưới biển. Lần trục vớt ở khu vực sâu nhất mà Pharos từng thực hiện là 6.019,8 m. Trong khi đó, xác tàu Titanic nằm ở độ sâu 3.800 m và tàu lặn Titan nặng khoảng 10.432 kg. Ngoài Pharos, còn nhiều máy bay và tàu hiện đại được triển khai để tìm kiếm và cứu hộ tàu lặn Titan. Đó là máy bay trinh sát B-3 có khả năng phát hiện tiếng động dưới nước, có camera hồng ngoại và quang điện tầm xa, radar hình ảnh đặc biệt. Robot không người lái của Pháp Victor 6000 có thể lặn sâu tới 6.000 m. Nó có cánh tay được điều khiển từ xa để cắt dây cáp hoặc giúp giải phóng một con tàu bị kẹt. Tuy nhiên, nó không có khả năng tự nâng tàu lặn. Ông Aaron Newman, nhà đầu tư của OceanGate, công ty tàu lặn tư nhân chuyên phục vụ các chuyến tham quan xác tàu Titanic với giá 250.000 đô la Mỹ một người, tiết lộ tàu lặn Titan bị mất tích trong lúc tham quan xác tàu Titanic vốn được thiết kế tự động nổi lên mặt nước sau 24 giờ. Ông Newman, người đã ngồi trong tàu lặn Titan để khám phá xác tàu Titanic vào năm 2021, khẳng định với hãng tin CNN rằng tàu lặn được thiết kế để tự nổi lại mặt nước. Nhà đầu tư này cho biết Titan được giữ dưới nước bằng khoang nước dằn giúp con tàu ổn định cân bằng. Bộ phận này được thiết kế tự động nhả ra sau 24 giờ để tàu lặn tự nổi lên mặt nước. Cũng theo ông này, các thành viên phi hành đoàn được thông báo họ có thể giải phóng khoang nước dằn bằng cách lắc con tàu hoặc sử dụng máy bơm khí nén để loại bỏ bộ phận này. Nếu không thành công, các dây đai bảo vệ khoang nước dằn cũng được thiết kế để tháo rời sau 24 giờ nhằm cho phép tàu lặn nổi trở lại bề mặt đại dương. Ngoài ra, các động cơ đẩy của tàu lặn Titan được hệ thống điện bên ngoài cung cấp, trong khi hệ thống điện bên ngoài cung cấp năng lượng cho thông tin liên lạc và lò sưởi. Sau khi các thành viên ngồi vào trong Titan, nhiệt độ bên trong tàu lặn nhanh nóng lên trước khi con tàu đi xuống đáy đại dương, nơi nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, và nhiệt độ trong đại dương sâu thẳm chỉ cao hơn mức đóng băng. Ông Newman cho biết các thành viên phi hành đoàn có thể ngồi trên một gờ thấp bên trong tàu để nhìn qua cửa sổ. Ông nói, có một lò sưởi trong Titan, nhiệt độ có thể nóng lên một chút, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Rõ ràng nếu trời tối, điều đó có thể gây khó khăn cho tinh thần của con người. Còn theo ông David Gallo, cố vấn cấp cao của sáng kiến chiến lược RMS Titanic, nếu tàu lặn ở vùng nước sâu quá lâu, tình trạng hạ thân nhiệt có thể xảy ra. Ông này nói, nó giống như chuyến đi đến một hành tinh khác, nó không giống như những gì mọi người nghĩ, đó là nơi không có ánh nắng mặt trời, luôn luôn lạnh lẽo và áp suất cao. Theo báo Insider, nhà văn nhà sản xuất của chương trình truyền hình The Simpsons, ông Mike Reiss, người đã từng thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic do công ty OceanGate tổ chức vào năm ngoái, đã chia sẻ những điều khiến ai nghe xong cũng giật mình. Nhà văn kiêm nhà sản xuất của chương trình truyền hình Mike Reiss cho biết, ông đã thực hiện 4 chuyến lặn biển với OceanGate, gồm 3 chuyến ở ngoài khơi New York và một lần xem xác tàu Titanic và lần nào liên lạc cũng bị mất, ít nhất là trong thời gian ngắn. Ông chia sẻ, có một lần chúng tôi lặn ngay khi liên lạc bị ngắt, chúng tôi đã trở lại mặt nước. Lần đó chúng tôi đi thăm một chiếc tàu ở ngoài khơi New York, chúng tôi nhìn thấy nó trong một giây và họ nói, chúng ta nên trở lại, không nên lặn ở đây. OceanGate không liều lĩnh, họ làm mọi việc rất nghiêm túc. Alan Estrada, diễn viên, YouTuber người Mexico, cũng đã từng là hành khách trên con tàu này cho biết, năm ngoái ông cũng có một chuyến đi bằng tàu lặn Titan và nó đã bị mất liên lạc khi ở độ sâu 1.000 m, khiến thủy thủ đoàn phải dừng chương trình. Tuy nhiên, sau khi chuyến đi bị hủy, đường dây liên lạc lại được khôi phục và con tàu có thể tiếp tục hành trình. Tàu lặn Titan chở 5 người mất tích hôm 18 tháng 6 khi thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic. Theo các báo cáo, tàu lặn mất liên lạc với tàu mẹ sau khoảng 1 giờ 45 phút lặn.
Titan không thể tự đi và về như tàu ngầm mà phải dựa vào một tàu nổi chuyên chở. Titan cũng phải dựa vào tàu phía trên để điều hướng vì GPS không dùng được khi ở độ sâu dưới nước. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ của tàu lặn Titan mất tích, chở theo 5 người đi tham quan xác tàu Titanic và tuyên bố tàu lặn Titan đã gặp phải vụ nổ thảm khốc khiến tất cả những người trên tàu thiệt mạng. Ông John Moger, chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ cho hay, một thiết bị lặn robot đã được triển khai từ một tàu của Canada và phát hiện bãi mảnh vụn từ tàu lặn Titan vào sáng ngày 22 tháng 6. Những mảnh vụn nằm dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 488 mét và cách mặt nước 4.000 mét. Theo Reuters, các nhà chức trách cho biết 5 mảnh vỡ chính của tàu lặn Titan dài 6,7 mét đã được tìm thấy trong đám mảnh vỡ còn sót lại sau khi tàu bị phân tách. Tuy nhiên, không có thông tin tìm thấy xác người hay không. Ông Moger cho biết những mảnh vỡ cho thấy một vụ nổ thảm khốc đã xảy ra ở buồng áp suất. Trước đó, công ty vận hành tàu lặn Titan Ocean Gate đã tuyên bố không ai còn sống sót trên con tàu này. Thưa quý vị, trước khi tàu ngầm thám hiểm mất tích, tỷ phú Anh ông Harding xác nhận ông sẽ lên tàu và đây có thể là chuyến thám hiểm Titanic duy nhất kiểu này trong năm nay do thời tiết xấu. Và đó là lời nhắn cuối cùng của tỷ phú Anh. Tỷ phú Anh Hamish Harding được cho là một trong những người có mặt trên tàu, thậm chí trực tiếp điều khiển con tàu thám hiểm. Người con riêng của tỷ phú Harding đã viết trên Facebook rằng ông đã mất tích trên tàu ngầm. Tuy nhiên người này sau đó đã xóa bài đăng với lý do tôn trọng quyền riêng tư của gia đình. Bản thân tỷ phú Harding cho biết ông sẽ lên con tàu. Ông viết trên Instagram hôm 17 tháng 6. Tôi tự hào thông báo tôi sẽ tham gia chuyến thám hiểm Titanic của Ocean Gate Expert với tư cách chuyên gia. Tỷ phú này cũng dự đoán do mùa đông tồi tệ nhất ở Newfoundland trong 40 năm qua, nhiệm vụ này có thể là nhiệm vụ có người lái đầu tiên và duy nhất tới Titanic trong năm 2023. Ông chia sẻ thêm, một cơ hội vừa mở ra và chúng tôi sẽ thử lặn vào ngày mai. Chúng tôi đã bắt đầu di chuyển từ St. John's, Newfoundland, Canada từ hôm qua và lên kế hoạch lặn vào khoảng 4 giờ sáng mai. Cho đến lúc đó, chúng tôi có rất nhiều công việc chuẩn bị và giao ban cần làm. Ông tiết lộ, trên tàu còn có một số nhà thám hiểm nổi tiếng. Ông cho biết sẽ cập nhật thông tin nếu thời tiết ổn định. Tuy nhiên, tỷ phú Harding không có thêm bài đăng nào sau đó. Theo giới chức trách, tàu ngầm mất liên lạc sau khi lặn khoảng 1 giờ 45 phút vào chiều ngày 18 tháng 6. Tuy nhiên, đến 19 tháng 6, đơn vị tổ chức mới thông báo con tàu mất tích và đề nghị sự hỗ trợ của tuần duyên Mỹ, Canada. Ocean Gate, công ty tư nhân điều hành tàu ngầm và tổ chức chuyến thám hiểm du lịch cho biết họ đang huy động mọi phương án để giải cứu những người trên tàu. Ông Harding là chủ tịch của Action Aviation, một tập đoàn máy bay tư nhân. Ngoài ra, ông còn được biết đến là người ưa mạo hiểm, là một vận động viên nhảy dù. Ông từng có mặt trong chuyến bay không gian của công ty Blue Origin.